Sau đây là màn trình diễn võ thuật của anh Tô Lê Cường. Anh đứng từ góc giường. Anh chuẩn bị nhảy lên bờ tường. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Kinh quá. Ôi trời. Vẫn miếng võ quen thuộc. Chuẩn bị. Vận khí và đan điền. Lại là miếng này. Đây là màn trình diễn của anh Châu Bát Cường. Miếng thứ nhất. Lộn ghèm. Miếng thứ hai. Hổ vào môi. Miếng thứ ba. Vỡ bàn. Anh đang vận khí và đan điền. Chuẩn bị ngồi thiền trong 5 phút. Hơi anh đã hết. Bắt đầu anh gồng. Sau đây xin mời diễn viên Trung Tử Cương. Đây là bài võ xé quần. Vâng. Khá giống quyền thể, nhưng mà lại giống là taekwondo. Có nét của wushu, nhưng lại giống thiếu lâm. Tay thì giống võ quang trung. Chân thì lại theo vịnh sơn quyền. Lả lướt như Lý Tiểu Long. Mà lại cứng rắn như là Torize. Có một nét gì đấy của Thích Tiểu Long. Chân tay thì khá đẹp. Mỗi tội mông hơi to. Vâng. Khá nhanh. Tốc độ ra đòn 1,1 đòn trên giây. Ô điệt con mẹ mất con cung của xe. Vâng. Và đây là Lý Tiểu Cường. Anh đi lên để bắt chuột. Anh đang múa tư thế mèo vô chuột. Đấy. Chuột đồng này. Chuột cống này. Chuột. Chuột đầu đen này. Đầu đỏ này. Ôi trời. Cái tay anh vận thì khí vào đan điền. Chuẩn bị ngồi thiền trong 5 phút. Đây là võ của Trung Tử Đơn. Đã hết bài rồi. Quá ngắn. Bắt đầu. Ha ha ha!
Chắc là nhạc đi.